Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 29 tháng 3 đe dọa sẽ đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico vào tuần tới, hoặc ít nhất là đóng nhiều phần của biên giới, nếu Mexico không ngăn chặn ngay lập tức di dân bất hợp pháp xâm nhập lãnh thổ Mỹ từ khu vực. Ông Trump trước đây đã nhiều lần thề quyết sẽ đóng cửa biên giới với Mexico. Lời đe dọa mới nhất được đưa ra trong loạt tin nhắn ông đăng trên Twitter, giữa lúc có báo cáo về sự tăng vọt di dân ở El Paso, bang Texas, có nguy cơ khiến các giới chức bảo vệ biên giới ở đó bị quá tải. Ông Trump kêu gọi Quốc hội phải thay đổi luật lệ yếu kém về di trú và yêu cầu Mexico phải chặn những di dân bất hợp pháp xâm nhập lãnh thổ Mỹ qua ngả Mexico và biên giới phía nam của Mỹ. Dòng tweet của ông Trump viết, nếu Mexico không ngay lập tức chặn tất cả di dân bất hợp pháp vào đất Mỹ qua ngả biên giới phía nam của nước Mỹ, tôi sẽ đóng cửa biên giới hoặc nhiều phần của biên giới vào tuần tới.